Mọi người hay nói, cứ học hành chăm chỉ, ước mơ sẽ thành hiện thực. Nhưng đôi khi tôi vẫn thấy ước mơ thật xa vời. Bỗng tôi tìm thấy một thế giới nơi tôi có thể chạm đến mọi thứ, được truyền cảm hứng khám phá và được hiểu ra rằng ai cũng có khả năng biến ước mơ của mình thành hiện thực. Tương lai bắt đầu từ những cảm hứng khám phá, và chính bạn cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng ấy.